Đây, bây giờ là phải đi mua thêm đồ về đó nè. Mua thêm cả thịt. Nồi thì đi lấy ở Cô Nê. Bếp Từ. Nồi đây. Bếp Từ đấy kìa. Anh có lấy hộ em không? Quạt đấy, các bạn nhìn kìa, thằng Dũng thái độ chưa? Không lẽ nó gọi em phải dạ vâng? Gọi dạ bảo vâng. Thế mà cái mặt cứ cưng cưng chỉ muốn đặt. Rồi, bày ra đi các em. Rồi, ôi khóc đi. Chào các bạn, cuối cùng thì bọn mình đã setup đến cái giai đoạn này để chuẩn bị mà ăn lẩu rồi. Biết đổ không? Như này là được chứ còn biết đổ không là ý gì hả Yến? Được chưa? Rồi. Ủa cái này dùng nào? Thật tài rồi, bếp thì chưa được. Khi thế bày đồ ăn ra xong phát hiện ra bếp không dùng được. Tức thật sự luôn. Bếp nó sáng cái đèn chỗ on off này nhưng không bấm được các chức năng khác. Trời ơi Vân ơi, sao lại đến vào đúng lúc này hả em? Sao lại đến đúng lúc này? Nhanh lên, nó đến đúng lúc quá. Trời ơi. Không bắn được. Ôi ơi, Vân ơi. Đúng lúc đấy. Chuẩn bị ăn thì lại đến đúng lúc quá. Mày còn cười nữa à? Thưa các bạn thì bây giờ là bọn mình đã đi lấy được một cái bếp mới về. Và cuối cùng thì cũng đã đến lúc mà được ăn rồi. Cho anh đũa đây Vân ơi. Đây, mọi người sẽ nhìn sếp đây. Thằng kia ra đây mà xem này, này đừng có bạn dạng háng ở đấy nữa. Các bạn sẽ nhìn thấy là sếp của bọn mình bao gồm bò đỏ, bò đất đỏ, bò cực kỳ đỏ, bò đỏ, chân gà bút xương, cá chà bu. Đấy, các bạn sẽ nhìn thấy đây, bọn mình đã bày hết ra. Sếp này tổng thiệt hại bao tiền đấy? Bao tiền? 300.000 đúng không? Đây, thì bây giờ bọn mình đang được nồi lẩu này sôi, sau đó sẽ thử xem nó nóng đâu. Rồi. Ok, mời các thí chủ cùng xuống hạ tọa xuống đây ăn cùng với Bần Tăng và Bần Tăng tên là thích thịt sống ạ. Cứ chờ, cứ cái tốc độ này thì tôi nghĩ từ giờ đến mai người này nó sẽ sôi. 2001 rồi đấy. Max speed rồi đấy. Nhưng năm nay 2020 mà tăng hơi quá, giảm xuống tí. Thả cái này xuống đi. Thả ngô, thả. Ui giời ơi, các bạn đã bắn này thì bao giờ mới có ăn rồi. Đây. Bắn này. Ôi. Mày cứ để tao tao không biết mà. Lẩu rồi. Mày ăn cái gì? Xúc xích với các thứ đúng không? Ui giời ơi. Yên tâm. Ủa sao em lại cho vào Vân? Kín là vừa, cái này kín lâu. Đây. Trời ơi, em ơi. Anh cho ít cái đấy thôi, cái đấy lại từ từ. Chứ anh cũng cho ít mà, em là người cho nhiều đấy. Để... Chắc là đưa sang rồi. Như ông này không tột một vật vờ quá. Ông này đâu ấy. Bây giờ nhá, bẻ đũa mà nó bị, nó đều cả hai bên, có nghĩa là sóc có người yêu. Còn bẻ đũa mà nó bị kiểu mất một miếng. Là chị đang người yêu. 3, 2, 1, bẻ. Nào. Thôi em sắp có người yêu mới rồi. Sắp có người yêu mới rồi. Chúc mừng trai sắp có người yêu mới. Trai bảo tách này là chia tay à? Nào, nâng ly nào. Chúc mừng cho trai chuẩn bị có người yêu mới này. Chúc mừng cho anh em có một buổi livestream thành công. 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Nghe nữa rồi, nghe tiếng này rồi. Gắp thịt vào em ơi. Để em bò vào đây, thả bò vào đây, tú, bò. Chân gà, anh thử xem được chưa nhá. Em cầm tay có thể. Xong đi rồi. Đâu rồi, đây kiểm tra là chiếc ô á. Ý mà. Vừa đúng ra luôn ạ. Bỏ tái cho bà, bỏ ăn tái. Nhưng đây là gà. Nhiều người các thầy bạn phải đợi lâu đấy này. Review. À, bỏ muộn rồi. Anh ấy được mua chưa? Wait a minute. Em đừng ăn chân gà nhá. Ngon lắm. Được ăn, gửi cho ăn đây. Ăn được chưa? Chưa ăn được. Mời các anh các chị. Không ngon, anh thực sự ăn chân gà không ngon. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi và đến khi mà kết thúc bữa ăn thì bọn mình sẽ quay tiếp cho mọi người xem nhá. Tại vì khi mà ăn sợi lộ là thói quen tật xấu của Vân rất là gớm. Vân ăn luồm. Còn Trang này, các bạn mà xem cảnh Trang ăn xong các bạn sẽ không bao giờ follow Instagram của Trang nữa. Yến thì khỏi phải bàn rồi, vì các bạn có follow đâu. Nam ra chuẩn bị ăn thôi. Yeah.